Tuổi đã sở hữu biệt thự 660 tỷ đồng, 4 tuổi có máy bay riêng, nhưng ai ngờ con gái Lưu Đức Hoa thua cả con nhà nghèo ở điểm này. Ngay từ khi chào đời, Hanner đã được ở trong một ngôi biệt thự xa hoa. Khi lên 1 tuổi, cô bé từng nhận được món quà là một ngôi nhà sang trọng trị giá hơn 660 tỷ đồng. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là nam ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ nổi tiếng người Hong Kong. Trong giai đoạn từ năm 1985, anh được ca ngợi là tứ đại thiên vương của làng nhạc, bên cạnh các tên tuổi đình đám khác như Quách Phú Thành, Lê Minh và Trương Học Hữu. Về diễn xuất, Lưu Đức Hoa cũng ghi dấu ấn sâu đậm nhờ một loạt bộ phim nổi tiếng mang tầm châu lục và thế giới như Thần Điêu Đại Hiệp, Vô Gian Đạo, Thập Diện Mai Phục, Thiên Hạ Vô Tặc. Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí, Lưu Đức Hoa không chỉ xây dựng được địa vị vững chắc mà còn sở hữu khối tài sản cực khủng. Năm 2008, anh kết hôn cùng người vợ Chu Lệ Thiên. Cả hai có một con gái tên Hanner Lưu Hướng Huệ, sinh năm 2012, có thông tin vợ chồng Thiên Vương sinh thêm con trai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo vào năm 2016 nhưng anh chưa thừa nhận. Tuổi xế chiều mới có con nên vợ chồng Lưu Đức Hoa chiều chuộng con gái vô cùng. Cô bé Hanner được bao bọc trong vật chất, có cuộc sống trong nhung lụa y hệt như một nàng công chúa. Cóp điều, Lưu Đức Hoa cũng áp dụng cách nuôi dạy khác lạ lùng với con. Con gái Lưu Đức Hoa nữ đại gia nhí của showbiz. Ngay từ khi chào đời, Hanner đã được ở trong một ngôi biệt thự xa hoa. Khi lên 1 tuổi, cô bé từng nhận được món quà là một ngôi nhà sang trọng trị giá hơn 660 tỷ đồng. Lên 4 tuổi, Hanner được bố mua máy bay riêng để đi lại, tránh sự soi mói quá mức của truyền thông. Vì là con người nổi tiếng, nên Hanner có thể bị những kẻ bắt cóc nhòm ngó bất kỳ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho con, khi Hanner đi học tiểu học, Lưu Đức Hoa đã bỏ tận 1 triệu nhân dân tệ khoảng 3,5 tỷ đồng, thuê 4 vệ sĩ và 3 bảo mẫu theo sát vợ con ngày đêm. Mỗi ngày, tiểu công chúa được đưa đón bằng chiếc xe 7 chỗ với sự tháp tùng của mẹ và các vệ sĩ. Trong thời gian Hanner ở lớp học, các vệ sĩ sẽ đi tuần tra quanh khu vực trường. Trước đó, Lưu Đức Hoa đã đưa ra tiêu chí chọn trường tiểu học là phải đạt đủ tiêu chuẩn sư phạm, điều kiện vật chất và nằm ở khu dân cư cao cấp, đảm bảo an ninh. Được biết, ngôi trường Hanner theo học có mức học phí khoảng 100.000 nhân dân tệ, hơn 330 triệu đồng, mỗi năm. Ngôi trường này cũng cho con gái Lưu Đức Hoa rất nhiều đặc quyền. Nếu các gia đình khác đưa đón con đều phải dừng xe trước sảnh bên ngoài trường học, thì vợ chồng Thiên Vương được hưởng đặc quyền đi thẳng xe, vào tầng một khuôn viên trường và được sử dụng cổng trước hay cổng sau, để né tránh phóng viên. Không chỉ vậy, Hanner còn được tan học trước các bạn 30 phút. Có thể nói, Hanner tuy không sinh ra trong gia đình hoàng gia nhưng lại có cuộc sống xa hoa, sang chảnh chắc khác nào một nàng công chúa đích thực. Một trong số những bức ảnh hiếm hoi chụp cận mặt con gái Lưu Đức Hoa, được bố nuôi dạy theo cách khá lạ lùng. Về mặt giáo dục, Lưu Đức Hoa luôn cố gắng cho con được hưởng môi trường học tập tốt nhất. Nam diễn viên quan niệm, con trai trở thành rồng và con gái trở thành phượng. Vì thế, khi lựa chọn trường học cho con, anh luôn giữ tâm lý đó trong quyết định của mình. Được biết, ngôi trường mà Hanner theo học không cần phải thi. Lưu Đức Hoa cho rằng, điều này sẽ giúp con gái học tập và phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, thiên vương của làng nhạc cũng khiến nhiều người tranh cãi bởi một số quan điểm nuôi dạy con khá lạ lùng. Trong một lần lên sóng truyền hình, Lưu Đức Hoa tiết lộ vợ chồng anh cho ăn chay từ lúc mới sinh. Vì vợ chồng anh có thói quen ăn chay, nên khi con gái chào đời, cả hai quyết định để bé ăn uống giống bố mẹ. Nếu đúng như những gì Lưu Đức Hoa tiết lộ thì Hanner chưa bao giờ ăn thịt từ khi chào đời. Điều này khiến dư luận tranh cãi dữ dội và lo lắng cho sức khỏe của Hanner, bởi ăn chay sẽ không thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cô bé. Nhiều người bình luận, đến con nhà nghèo còn được ăn thịt mà con gái Lưu Đức Hoa lại chưa được ăn bao giờ. Tuy nhiên Lưu Đức Hoa ủng hộ việc con gái ăn chay và không quan tâm đến phản ứng trái chiều của dư luận. Bên cạnh đó, vợ chồng Lưu Đức Hoa cũng được khuyên không nên giữ con quá mức mà nên cho bé đi ra ngoài chơi thường xuyên để năng động hơn. Được biết khi Hanner bị bệnh, thay vì đưa con đi bệnh viện, vợ Lưu Đức Hoa sẽ mời bác sĩ riêng khám tận nhà. Theo pháp luật và bạn đọc. But I go forever and come again no more. Ha ha ha, 问什么的说。